Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video khóa học xây dựng thương hiệu cá nhân Internet và trong cái thời kỳ 4.0. Video bài học này là một cái video bài học ngắn giới thiệu với các anh chị và các bạn cái cách thức để kiểm soát cái hình ảnh và phát triển cái hình ảnh thương hiệu cá nhân làm sao cho nó đúng hướng. Bởi vì như này, thực tế là trong cái quá trình chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân thì có thể chúng ta sẽ bị chệch choạc, chúng ta cũng có thể không biết là phải làm gì, hoặc là chúng ta cũng có thể bị mất phương hướng, hoặc là chúng ta cũng có thể bí những cái phần về content. Thế thì đấy là những cái vấn đề khiến là chúng ta sẽ không kiểm soát được đúng cái quy trình, đúng cái chất lượng, đúng cái mong muốn về cái thương hiệu cá nhân của chúng ta. Chúng ta cần phải nhớ rằng là khi mà chúng ta đã lựa chọn thông điệp, chúng ta đã lựa chọn hình ảnh và định vị thương hiệu thì chúng ta cần phải nhất quán, chúng ta cần phải rõ ràng, chúng ta cần phải thông điệp cái hình ảnh của chúng ta phải luôn luôn xuất hiện một cách đầy đủ, tần suất là phải phủ sóng đủ, và chúng ta cũng xây dựng thương hiệu và truyền thông giống như là hàng hóa và dịch vụ thôi. Nếu mà chúng ta truyền thông dưới 6 tháng thì chúng ta sẽ không có hiệu quả. Và chúng ta cũng phải thường xuyên cập nhật các bài viết, các hình ảnh, các video, các nội dung trên các cái công cụ mạng xã hội hoặc là những website thuộc cái hệ sinh thái mà chúng ta đã lựa chọn, đúng không ạ? Và thậm chí là chúng ta còn phải làm thêm cả CV, cả email, rồi thả những cái thông tin trên những cái trang profile nghề nghiệp vân vân. Chúng ta xuất hiện là những cái hình ảnh mà nó chuyên nghiệp, nó không phải là tự do, nó không phải là tùy tiện, đúng không ạ? Chúng ta không cho phép mà những người khác tùy ý chụp ảnh của chúng ta đưa lên những cái chỗ mà chúng ta không thể kiểm soát được. Thì chúng ta hết sức lưu ý cái phần đó. Và khi chúng ta đưa những cái bài viết lên trên Facebook hoặc là website của chúng ta thì về nguyên tắc là những cái thông tin này là phải chính xác và thể hiện quan điểm cá nhân tốt, chứ không phải là chúng ta cũng cứ đưa sằng đưa bậy, chúng ta copy ở đâu đó, chúng ta không kiểm soát được nguồn thì như vậy rất có thể chúng ta sẽ bị sa đà vào những cái phần nội dung không chính xác hoặc là không đủ chất lượng uy tín để thể hiện cái uy tín thương hiệu của chúng ta. Chúng ta cũng càng ngày phải trở nên chuyên nghiệp hơn trong cách viết, trong cách thể hiện chữ ký, trong cách mà chúng ta thể hiện bài vở ở trên các website, trên kênh YouTube hay là trên Facebook của chúng ta. Chúng ta phải linh hoạt trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân, bằng cách là chúng ta sẽ thường xuyên đổi mới những cái nội dung content mà chúng ta chia sẻ, cái phong cách chúng ta chia sẻ để tạo ra cái sự đa dạng, giảm đi cái sự nhàm chán. Chúng tôi có một cái cuộc tranh luận với nhau rằng là chúng tôi phải tìm kiếm cái sự sáng tạo như thế nào. Thì tôi cho rằng là trước khi mà chúng ta nói đến chuyện sáng tạo thì chúng ta nên nói chuyện chăm chỉ trước. Thí dụ như là bạn phát triển kênh YouTube thì người ta phát triển là một tuần một video thì bạn hãy phát triển một tuần 10 video giúp tôi. Người ta phát hành là một ngày một video thì bạn hãy phát hành là 3 ngày. Bạn hãy phát hành là 3 video một ngày và phát hành với cái tần suất và chất lượng tốt, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ sản xuất như vậy một cách rất là chăm chỉ. Đấy. Và đặc biệt là chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân với cái tư duy là chúng ta là một người chủ, chúng ta là một cái leadership, chúng ta là một cái leader, chúng ta là một cái người mà khởi nghiệp, một người bán hàng, chúng ta tạo uy tín, lòng tin cho khách hàng. Và với bất kỳ những cái vấn đề về rủi ro, về thông tin nào nếu có, ví dụ như nói xấu hay là có những cái vấn đề này, vấn đề khác, thì chúng ta nên dập nó đi, chứ không phải là chúng ta để đấy để chúng ta gây tranh cãi. Đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta biết rằng là càng gây tranh cãi thì chúng ta càng nổi tiếng, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Thì chúng ta hết sức cẩn thận để chúng ta kiểm soát những cái hình ảnh, thông điệp, nội dung hoặc là chúng ta nói hoặc là những người khác nói về chúng ta một cách đầy đủ và chính xác, đúng không ạ? Và chúng ta luôn luôn phải là những cái người mà tìm kiếm sự khác biệt, tìm kiếm sự chăm chỉ, tìm kiếm cái việc hình ảnh phải nhất quán và chuyên nghiệp theo cái định vị của chúng ta. Thì cái nội dung này tôi thấy rằng cũng lặp đi lặp lại những cái nội dung mà tôi đã trình bày trong cái bài học trước. Và tôi muốn nhấn mạnh việc là chúng ta kiểm soát cái thương hiệu cá nhân của chúng ta. Một là chúng ta không để xảy ra khủng hoảng. Hai là chúng ta giảm bớt những cái việc tranh cãi điều tiếng ở trên mạng. Lời qua tiếng lại, lời qua tiếng lại, thằng này con kia vân vân. Thì rất có thể là chúng ta sẽ bị sa đà vào những việc đấy và chúng ta mất đi cái hình ảnh. Đúng không ạ? Và trong trường hợp như vậy thì tốt nhất là chúng ta có thể không tranh cãi nữa. Chúng ta lịch sự rút lui và tránh voi thì cũng chẳng xấu mặt nào, đúng không? Hay là các cụ nói là chúng ta không nên cãi nhau với những thằng ngu bởi vì chúng ta sẽ ngu hơn họ. Thế thì có vẻ là như vậy, thì tốt nhất là chúng ta hãy lựa chọn một phương án rút lui trong êm đẹp, và chúng ta hãy tập trung vào cái việc của chúng ta
một cách tốt nhất. Và chúng ta cũng kiểm soát tất cả các bài viết, các hình ảnh mà chúng ta đưa lên, và kiểm soát những cái nội dung người khác đưa lên bằng cách là chúng ta có thể có những cái công cụ chúng ta đo lường. À, khi những ai đó nói về chúng ta, những cái feedback, những cái phản hồi, những cái comment, những cái inbox để cho chúng ta biết là chúng ta đang làm đúng hay làm sai. Thì cái việc kiểm soát như vậy sẽ giúp chúng ta là không bị sai lệch, và giúp cho chúng ta có một cái hình ảnh nhất quán, một cái hình ảnh mà nhiều người yêu thích, nhiều người mong muốn và nhiều người kỳ vọng. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái rất là quan trọng. Bởi vì hiện nay không chỉ là với thương hiệu, sản phẩm và doanh nghiệp, thì thương hiệu cá nhân vẫn có thể bị rủi ro. Và lúc đấy thì chúng ta cảm thấy rất là bị bêu dếu, rất là căng thẳng, chứ không phải đơn giản đâu. Với một cái cộng đồng mạng và có 65 triệu người sử dụng Facebook và khoảng 100 triệu người sử dụng Zalo tại Việt Nam, thì rất là kinh khủng nếu như một ai đó bị rơi vào cái tình trạng khủng hoảng truyền thông cá nhân. Thí dụ như là những cái vụ việc liên quan đến trên mạng, như là tai nạn hay là ấu dâm hay là những cái vụ sàm sỡ gì gì đấy, thì tôi thấy rằng là các bạn rất là kinh khủng chứ không phải đơn giản. Thì đó cũng là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải kiểm soát, và chúng ta cũng không làm sai lệch, chúng ta cũng không công bố những cái thông tin sai lệch về bản thân chúng ta. Ví dụ như là chúng ta trình độ của chúng ta như này thôi, chúng ta công bố thế này, chúng ta chỉ có từng đấy năm kinh nghiệm nên chúng ta công bố thế này, hay là chúng ta chỉ làm được từng này thôi, chúng ta lại công bố thế này. Thì rất có thể những cái trường hợp đấy sẽ bị cộng đồng mạng, sẽ bị mọi người làm sao bóc phốt, đúng không? Và lúc đó thì chúng ta sẽ rất là khó, và chúng ta sẽ bị mất thương hiệu, chúng ta bị mất uy tín. Và người khác là hóa ra tất cả những cái điều mà lâu nay bạn xây dựng hóa ra là cũng chỉ là một cái sự giả dối, chỉ là những cái trò kiếm fame, kiếm sự nổi tiếng hay không, chứ không phải là do bạn là một người mà có cái sự uy tín, sự tài năng, đúng không? Thì như vậy hiện nay trên mạng cũng rất là nhiều người mong muốn nổi tiếng nhanh, và bằng cách xây dựng các scandal và cung cấp những cái thông tin không chính thức, không chính xác và có vẻ như là ảo, một dạng sống ảo. Thì như vậy sau này cũng có thể là chúng ta sẽ phải trả giá về điều đó. Tôi nghĩ không có cái gì bằng sự thật, tôi nghĩ không có gì bằng sự cố gắng, bằng sự chân thành. Đấy là cái phong cách mà tôi vẫn nghĩ là chúng ta nên xây dựng nhân hiệu của chúng ta. Nó là một cái cách rất là hay. Thế còn có những cái sáng tạo, có những cái đột biến, có những cái hình thức là sốc, độc lạ hay dị, thì tôi nghĩ rất là tốt. Nhưng mà trong cái khuôn khổ cho phép với cái định vị, trong cái khuôn khổ cho phép với nghề nghiệp. Chẳng hạn như tôi là giảng viên đại học, tôi là chuyên gia, tôi là CEO, thì tôi không thể nào nói sai, tôi không thể nào sốc, tôi không thể nào mà sách được. Vì những điều đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín thương hiệu và cái nghề nghiệp của tôi, hoặc là thậm chí là cái tính cách của tôi nữa, đúng không? Thì chúng ta buộc phải lựa chọn. Đấy, trong trường hợp này chúng ta phải lựa chọn. Ok, các bạn hiểu cái khái niệm, cái cách thức mà chúng ta phải kiểm soát và phát triển cái hình ảnh cá nhân của chúng ta đi đúng hướng, đúng quỹ đạo, đúng cái định vị mà chúng ta mong muốn rồi chứ ạ? Để giảm bớt những cái rủi ro và những cái không mong muốn trong tương lai. Chúng ta mất công đầu tư, người ta gọi là mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Và cái đấy là cũng có thật. Mà ở trên mạng Internet là một cái sự kinh khủng. Bởi vì bạn có thể không biết tôi, nhưng mà cộng đồng sẽ biết tôi. Rất nhiều người có thể sẽ biết tôi, và họ sẽ bới móc. Đấy là những cái chuyện hết sức kinh khủng. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không gặp phải cái vấn đề này. Xin chúc các anh chị và các bạn kiểm soát tốt và phát triển hình ảnh bản thân của mình tốt, chuyên nghiệp, và kiếm được thật nhiều tiền nhờ cái việc này. Đó là mong muốn duy nhất của tôi, là một cái chuyên gia đào tạo cho các anh chị và các bạn. Xin chúc các anh chị và các bạn thành công. Xin cảm ơn.